Mình không có nhận được cái cuộc điện thoại của cái chị này. Chị ở bên bên Mỹ, chị Việt Kiều bên Mỹ á. Rồi quê gốc của chị thì ở bên tỉnh Bến Tre. Rồi chị cũng có kêu mình làm một cái miếng đất. Thì mình qua cái cuộc trò chuyện điện thoại đó thì mình thấy cái cách mà chị nói chuyện thấy thiệt tình lắm. Rồi mình cũng chưa từng gặp mặt lần nào. Thì chị cũng có chia sẻ chị muốn làm đất vậy đó. Mình cũng có hứa chị thì mai này sáng thì mình xuống dưới thì tầm khoảng 9 đến 10 giờ thì mình sẽ gặp người thân của chị ở Việt Nam mình nè. Rồi ta chỉ mình đất, chỉ cái hướng lên xe. Rồi sao đó. Hôm nay thực ra chứ mình về tới cái bãi này nè. Tới bãi này thì mình ngủ, đúng ra bãi này mình ngủ cũng an tâm lắm, nhưng mà mình cảm giác mình ngủ không được. Hôm nay mình thức tới 12 giờ đêm, rồi sáng 4 giờ mình dậy, 3 giờ mấy mình dậy rồi. Vậy thì nó cảm giác mà mình, người ta kêu đất mình á, mình cảm thấy nó nôn. Cái cảm giác hồi hôm nay với lại cảm giác mà mấy hôm trước mà mình canh mấy năng trộm nó khác nhau hoàn toàn. Cảm giác mấy năng trộm mình thức mình canh mà nó buồn ngủ. Còn cảm giác này mình nôn á, nôn nó không có ngủ được, nó bồn chồn, nó thao thức. Thì mình cũng cho mình một cái cơ hội, mình đến đó mình xem, nếu được thì mình làm. Thì thấy hướng chỉ thì chỉ cũng cần làm đó, thì mình cũng cần làm nữa. Thì mai này sẵn đây thì mình cũng mời bạn bè hàng xa thì đi với mình đến tỉnh Bến Tre. Bây giờ mình chút nữa mình sẽ chuyển phà ngược lại mình vô mình làm cái miếng đất, mình làm chút nữa mình sẽ chuyển ngược lại. Tại hôm qua mình cũng trong đất mình chuyển về đây luôn. Đáng ra mình mới ghé trong trống, tại vì nó hoàn cảnh là mình hết cái lương thực, xin lỗi, cái lương thực thì mình có, lương thực thì gạo, còn cái thực phẩm là cái nhu cái thiết yếu mà. Ra đây cái mình mua cái thực phẩm xong rồi chút sáng cái mình chuyển vô. Miếng đất đó cách trong đây tầm khoảng chạy khoảng chừng 15 phút là tới, nó nằm bên trái mình nè. Làm xong cái mình chuyển về nhà luôn, cái mình bỏ xe ở nhà, sáng mình đi cho nó vững. Cái tâm trạng mình hôm nay thì thực ra mình rất là vui, không biết là mai mình lãnh đất được hay không. Tâm trạng mình vui lắm, nên cái clip mình sáng ngày mình chia sẻ nó cũng hơi dài. Mình về mình còn hàng lại cái bát này nữa, xanh thủ sắp xếp xong cái mình lãnh đất của chị, nếu được á thì trong vòng 2-3 hôm gì nữa mình dọn dẹp đồ đến hết là mình đi liền, đi qua anh bển mình làm. Chạy vô trống chút nó tới rồi, qua cái nhà máy đó nó nằm bên trái chút nó tới. Đây là kênh này thở nhỏ, mình đi ruộng rồi cũng đi kênh này thường nè. Bây giờ ta bắt cái cầu ngang rồi, ta phá ngang kênh đó rồi, đi không được. Kênh này mà theo mình chịu đi được, mình bơi cái đường xe, mình bơi đường này nè, mình bơi khoảng chừng 15 phút là tới nhà mình nè. Mình khỏi chạy đường vòng xuống cái chợ Thạnh Hóa nó bọc lên. Chạy em ru, mình kẹp mấy cái kẹp vô ấy là cứng khừ luôn, nó không có bị rung cái lắm.
dê vô cái tràm đó. Bãi này nó hơi thấp. Thấp là nước nó đang lớn. Mình cào lớp đất trong trọng á ra cho nó cao lên, cái mình thả dĩ 3 tấm dĩ đây. Đốn hết dàn cây ngoài này nè. Ngoài này nó bị lở. Rồi xong mới lấy dàn cây này nè, cái mình chắc xe nằm bờ luôn. Rồi cắm ngoài này nè. Với lại mình vét cái đường nước mình vòng rồi đó. Ở trển nó có đám ruộng. Đám ruộng này từ hồi thở mà cha mẹ mình thì lúc ra riêng á thì có rồi. Là ở nay cũng 40 mấy năm rồi. Bốn mươi bốn năm gì rồi. Đám ruộng này lâu lắm rồi. Mấy ngày rồi mưa quá, lúa ngã hết rồi. Bò cái bò này lên nè. Hình thức làm thì nó cũng đơn giản lắm, vậy múc mương này đổ vào đây thôi, còn chuối này dưỡng lại.
mỗi khi mẹ mình có đi ruộng về nè thì cũng có chuối rồi mình về rồi mình khỏi mua. Nông dân mà mình cái nhà lá vườn. Công chuyện cũng rắc rối quá, cũng có nhờ anh ở lối xóm anh phụ. Bị lỡ nè, mình tấn ra rồi mình múc cái đường nước dài tới ngoài cho nó sâu xuống á, xả nước ra cho nó dễ. Mình thì xứ xe mà mình không có về làm được thì cũng điện thoại cho anh em lối xóm, rồi cháu mình thì xe nhiều lắm thì sẵn có dịp mình về nè, về thì mình phụ. Ở đây lỡ cũng dữ lắm, cái bãi nằm tới ngoài lần, từ trong hàng cây này ra ngoài khoảng cỡ 2 thước. Thì giờ cầm cái chà mình tấn vô, cái sóng đánh này nó đỡ. Sẵn cái đấm tràm này có nè, đấm tràm này trồng ở nay cũng 4-5 năm gì rồi, nguyên một hình vậy mà anh kia anh vô hôn mua có 4 triệu à. Thì thôi thấy vậy để vậy cầm luôn. Thời điểm này tràm rẻ quá trời rẻ, mà theo mình nghĩ chắc tầm khoảng vài năm nữa thì tràm có giá. Giờ bà con huyện Thanh Hóa mình giờ hay mà tràm tới lứa bán thì người ta phá làm ruộng hết trơn rồi, sau này nó mơ kiếm tràm không ra nữa. Lúa thì có giá, tràm thì rẻ.
vậy cũng hoàn thành xong hết rồi. Bây giờ mình về thôi. Cái bến này là cái bến máy cắt lên xuống cắt lúa. Làm này thấy vậy đuối luôn rồi. Nó lắc nhắc, làm không có nhiều. Cầm cây rồi nhà có anh ở địa phương anh phụ. Hợp không có chắc làm này tới chiều luôn. Con đường này đi vô nhà mình đây, qua cái cầu đó vô chút nó tới đây. Anh Danh á, anh bắn cắt phà chỗ này nè, bãi của anh Long. Cách khoảng chừng 7-80 thước vậy đó, ngay chỗ đó đó. Mấy ngày rồi anh buông chuyện quá, cũng không có ghé thăm ảnh nè. Anh trong đồng không? Đường này giờ mình chỉ bơi vô thôi. Ở dưới này thì có cây ngang để cản cái lục bình vô trong kinh đó đó. Nên giờ mình phải tháo cái bánh lái ra thôi. Tới đó là tới rồi đó. Cũng thời gian gần cả năm rồi đó. Năm rồi mình mới về. Con kinh này bị bí rồi. Bí cái đầu trong rồi. Nên lục bình giờ nó ứ nằm đây đây. Cũng không có tàu ghe gì chạy. Thì mình cũng xin tạm dừng ở đây, cũng xin mến hàng gặp bạn bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai.